xin chào anh em ha hôm nay cường có làm một cái cây mai chú thị trực lắc này để cường xử lý lại cái thẹo của nó anh em nha thì đây là anh em có thể thấy đây là cái thẹo của nó nè đó và khi mà một cái trực lắc đó, nó không ra đúng vị trí thì mình phải áp đó mình phải áp nó lại và khi mà mình áp nó thì nó sẽ bị phù anh em nha nếu nó không dính thì mình phải xử lý lại cái thẹo để cho cái cây nhìn cho nó thông hơn anh em ha đó thì ngày hôm nay là cường sẽ dọn lại cái cây này và cường sẽ xử lý cái thẹo này bằng cái cạp và cái gọt giao gọt để cho nó liền mạch hơn cái cây anh em nha đó và bây giờ là cường sẽ thực hiện gọi là cắt tỉa và xử lý cái thẹo này và sau đó là cường sẽ quay lại để uh, chia sẻ đó anh em ha rồi bây giờ cường sẽ tiến hành cường làm anh em nha rồi xin chào anh em ha đây thì cường cũng đã uh, vô dây xong rồi anh em nha đó thì bây giờ là cường sẽ tiến hành mình uh, gọt cái thẹo đó nha anh em cái công việc chính của mình ngày hôm nay với cái phôi này đó chính là mình gọt cái thẹo này anh em ha đó bây giờ là mình sẽ dùng cạp nha Mình dùng cạp xéo trước anh em ha Đây Cường sẽ cạp cho anh em xem nha Thì đối với mình làm cây á Nếu như anh em có những cái cây cạp xéo Và đặc biệt là có thêm những cái cây cạp tròn đó Thì anh em xử lý những cái thẹo này nó rất là dễ anh em ha Đó mình cạp trước Rồi bắt đầu là Cường sẽ phá bằng cái cạp tròn nữa ha Đó Thì mình sẽ cạp cho nó không lòi nữa nha anh em Rồi sau đó là mình sẽ lấy dao mình gọt lại ha đây Cường làm một tay cho nên nó hơi khó anh em thông cảm nha Rồi đây mình sẽ cạp sơ trước ha Để mình quay mình mình cho anh em xem ha Đó mình cạp thì mình sẽ canh nha anh em Tại lát nữa mình còn gọt nữa ha Nếu anh em cạp sâu quá thì một hồi nó sẽ bị lép anh em nha Còn nếu như mà mình cạp cao quá thì mình gọt đó Thì nó cũng sẽ bị lòi nữa Cho nên là cái cạp này nó cũng quan trọng ha rồi thì Cường nghĩ nó cũng đã được rồi Tại vì mình còn dùng dao gọt thẹo để mình gọt nữa anh em nha Đó và đây là một lát nữa là mình sẽ gọt sau đó là mình sẽ quay cho anh em xem ha rồi bây giờ mình sẽ tắt máy mình gọt nha anh em đây bây giờ là cường đã gọt xong anh em nha anh em thấy không nó đã hết lồi rồi ha đó và sau này là sắp tới là mình nuôi thì nó sẽ kéo thẹo lên nha anh em và anh em lưu ý là cái thẹo nó sẽ kéo bằng cái nhờ cái nhựa cây ha đó và chất dinh dưỡng nha thì cường sẽ ưa sử dụng gọi là cái chai liền sẹo của nhật anh em ha đây cường sẽ lấy keo cường bôi lên nha đây, cái này cường cũng bị lũng nè đó. thì khi keo liền sẹo của nhật á anh em xài á thì nó sẽ không bị lòi cái thẹo anh em nha nó kéo cái mặt cắt rất là đẹp ha đó, đây mình bôi trước một lần sau đó là mình bôi thêm một lần nữa ha để cho nó khô xong rồi mình bôi thêm một lần nữa cho kỹ anh em nha còn nếu không thì anh em cứ bôi một lần cũng được ha không sao hết ha đó anh em lưu ý nha đó thì đối với cái cây của cường xử lý xong thì cường ưa bằng xử lý bằng cái keo của nhật ha đó thì đối với một cái cây mà anh em xử lý được những cái cục thẹo mà nó bị phù á thì cái cây của mình nó sẽ thông cây mình nhìn nó rất là sáng cây anh em nha đó anh em có thể quan sát ha Đấy. thì cái chi này ngày xưa là mình ép là do nó không có chi nè nó mà bây giờ là mình lấy cái này mình làm nó muốn nó ra đây thì mình sẽ đẩy nó ra đây để mình che cái khoảng trống này lại ha thì cái cây này nó cũng ra cây anh em nha đó đây cường sẽ quay tổng quan một lần nữa cho anh em xem ha thì đây là cái cách mà mình xử lý cái phôi cho nó đẹp hơn nha anh em. Một cái cây cho nó đẹp hơn ha. Đó, tại vì khi mà ở cây này cái phôi đẹp mà mình bị một cái cục uh, thẹo nó lòi thì nó cũng mất đẹp cái cây ha. Nó sẽ không có giá trị cao anh em nha. Nhưng khi mình xử lý như thế này thì cái cây của mình thì cái giá trị của nó sẽ được tăng lên anh em nha. Đó. Và những cái cục thẹo này cũng đã lành gần hết rồi nè anh em thấy không? Đó, đây cũng vậy. Rồi thì ngày hôm nay cường chỉ có một cái uh, kỹ thuật nhỏ như vậy để quay chia sẻ với anh em ha đó chính là cái xử lý thẹo lòi để cho anh em có thể làm một cái cây trực lắc nó đẹp hơn anh em nha đó rồi anh em nào mà muốn thêm thông tin của cái cây này thì liên hệ với cường ha và anh em cảm thấy cái clip nó có những cái kiến thức hay để giúp cho anh em được một phần nào đó trong cái vấn đề làm cây và tạo dáng cây thì anh em nhấn một cái lượt đăng ký hoặc một lượt thích và cộng thêm một cái lượt chia sẻ nữa giúp cường anh em nha để mình xây dựng cái kênh càng ngày càng phát triển ha rồi anh em cần thêm cái điều gì mà muốn hỗ trợ thêm về kỹ thuật anh em có thể liên hệ qua số điện thoại là 0374 113366 hoặc anh em có thể kết bạn zalo là 093 7787700 để gặp trực tiếp cường anh em nha à hai số đó đều có zalo hết anh em ha rồi cuối clip xin chúc anh em có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều